Việt Nam mà Kalin đi San Francisco hưởng thụ chút xíu bà con ơi. Mới vô ăn nhà hàng no quá trời no, bây giờ đi ra đang ngắm cảnh biển nè. Gặp Yến Nhi giới thiệu cảnh San Francisco chơi đó, vui lắm. Coi như là 60 năm cuộc đời cũng xứng đáng. Còn hơn cái 60 năm cuộc đời mình làm con nhóc 13. Thiệt tình. Trời ơi, mà chị thấy cảnh ở đây đẹp không chị? Đẹp quá trời, yên bình quá trời ha. Mấy cái building này mới không đó chị? Không biết ta xây làm gì vậy ta? Nhà hàng. Nhà hàng trọng dạ, ha. Nhà hàng. Trời, vậy là đắt khách lắm mà nha. Nhà hàng. Thấy không? Bàn ăn này kia vô đó order ra đây ngồi ngắm trời mây trăng nước. Bởi rồi gì? Còn gì nữa mà nói. Giờ có karaoke đồ nữa ở đây, mốt làm như khu mà gì du lịch gì á. Ồ, quả đã ha. Như câu lạc bộ vậy, vòng vòng đây ăn uống rồi có hết luôn á. Chị kể em nghe hồi dạ. Hồi trẻ chị đi nhảy đầm vui lắm nha. Đi nhảy đầm lậu à, chứ không phải giỡn chơi à, nhảy đầm lậu á. Coi như là không, người ta lúc đó mới giải phóng vô, người ta đâu có cho ca hát gì đâu. Yeah. Bạn bè cái tổ chức trong nhà đó đóng cửa kín mít vậy đó, mà hàng xóm mà nó mét á là tụi bảo vệ đó nó tới nó gọt cửa là nó dẹp. Tao nói tắt đèn, tao thui mở nhạc nhỏ xíu à. Tao nói đang cái cặp kia nó đang nhảy nhạc van, ôm nhau nhảy cái bộ du dương lắm, tự nhiên nghe một cái đùng. Ô nó chết em rồi anh ơi. Mình nói hết hồn, bật đèn lên tưởng gì. Mẹ đào dìu nhau làm sao mà tới hù lấy nguyên cái đầu đụng vô cái tủ quần áo. Trời ơi. Trời ơi, thế là tôi giải tán luôn. Ở Việt Nam hả chị? Việt Nam đó, hồi xưa đó, mấy nhà xưa người ta hay mua mấy tủ Việt Nam để đựng quần áo này kia đó. Dạ. Rồi cái nhảy đầm, cái dẹp hết, chỉ cần cái chỗ vuông vuông rồi nhảy. Nhạc hay quá, dước lướt lướt mà tèn tới thui không thấy đường mà đập cái đầu con đào vô cái tủ cái bùm thôi là mất vui đừng, giải tán bỏ chạy hết. Tại không biết nhỏ nó có bị gì không, cái khi tới rồi nó cảnh kêu mà tụi mà công an phường nó tới là nó chết đó. Mệt đó là giải tán là mà trước á, cái gì ở Việt Nam mà trước chơi cái gì cũng thoải mái ha, không thoải mái đâu. Thậm chí mà trước coi phim rồi nghe nhạc cũng được nữa chị, không được. Nghe cái đài cái gì tiếng nói Việt Nam gì đó là phải nghe lén kìa. Lại nghe cái nhạc mà hải ngoại nó phải trốn rồi tôi lum làm. Hồi đó người ta ghiền, người ta ghiền nhạc của Thái Thanh á, khoái nghe Thái Thanh hát 12 đêm mới có. Thôi mà giờ bây giờ đó mình nói giờ mất công rồi có chuyện. Bởi vậy. Đó hôm bữa chị nói cái gì thành phố Hồ Chí Minh thôi đó mà nó lôi chị lên trên mạng nó la sùm á. Nó ghê lắm, cái tụi con Trăng le le với thằng Bú Đì nó muốn nó hay gài gài nó đó. Gài để cho kêu là cộng đồng mạng hại mình á chứ. Chứ nó ghê đó, con người nó chuyển động. Trời ơi, mình chỉ nói cái chuyện về thành phố Hồ Chí Minh, chị mua vé thì đi về đâu, về thành phố Hồ Chí Minh. Mình nó nói chị là nào là không được nói mà phải xài cái chữ Sài Gòn. Bây giờ đố tụi bay về lên mua vé, tụi bay gõ lên cái website, tụi bay đánh Sài Gòn thôi, có ai bán vé cho tụi bay đúng rồi. Không có ra nữa. Em thấy hả, cũng là thành phố Hồ Chí Minh, làm cái gì cũng thành phố Hồ Chí Minh thôi. Sài Gòn là cái chỗ đó, Sài Gòn cho đó thôi chứ có gì đâu. Trời ơi, nhưng mà cũng lên nó nói tầm xàm. Nó nói tầm xàm, nó nói mình là thế này thế kia để cho làm chi, để nó cộng đồng mạng chửi mình. Vậy á mới nó ác á chị, mới tầm nó ác. Nó muốn là nhiều người hại mình đó phải không? Đúng. Nhiều người chửi mình chứ mình nó chửi chưa đã. Mình nó chửi mình vậy chứ mà nó hại người ta mà chị thấy không, mà ngược lại bản thân người ta cuộc đời người ta phơi phới du lịch rồi chơi rồi đó. Còn á hai đứa nó bây giờ chứ thấy không? Người bu chấp bu. Vậy con mẹ ha. Nó chỉ ra vô được cái nhà khám thôi chứ nó không ra vô đâu được á. Đúng rồi. Tụi nó là tới cái án tù treo lơ lửng đi đâu. Đố tụi bay bước ra khỏi cái tiểu bang đó chứ đừng nó mà ra nước Việt Nam. Chị biết không? Nó nói với em á là con Lê nói em á là thằng bú đít này á là nó còn coi như nó mới ra khám á chị. Mới vừa khám mà. Chính xác luôn. Đó, bây giờ không đi đâu được hết trơn á chị. Chính xác luôn, tại vì á thôi mình nói mất công rồi. Người ta nói mình khai nội bộ. Thấy nội bộ đàng hoàng trời. Nó nói ơi. Em mà, nó nói thêm mà. Nội bộ đàng hoàng là mới ra khám buồn mới quá, ra khám. Không có đi đâu thế này kia nọ, không có đi đâu được hết đó. Bởi vậy đó đó. Đừng có nói người ta thế này thế kia thế nọ, thử cái bản thân mình có bước chân ra được khỏi cái nước, khỏi cái tiểu bang đó hay không, mình chứ đừng nói đi qua tới Việt Đúng. Nam. Đừng có đừng. Đó giờ thử bước chân qua bên sang phân coi đi, tiểu bang khác coi được không? Đâu có được đâu. Đúng rồi. Đi qua Hilton rồi qua đi qua bên New York thử coi được không? Đâu có được. Đúng rồi. Ở đó mà ngồi nói người này lừa đảo, người kia lừa đảo. Trời đất ơi, thiệt tình. Lừa đảo mà người ta không bao giờ kêu gọi từ thiện. Đúng. Không kêu một xu ten. Mẹ cứ móc tiền túi cho người này cho người kia thôi, đâu có cần mà kêu réo tiền. Còn mẹ Helen. Trời ơi, cái mặt thì trơ như là mặt trơ, tên nó mặt trơ mà chẻn là vậy đó.
ở khúc trên thì nói là tôi không có kêu gọi gì trơn, nó ai thương cho này kia nọ, rồi lại nói là nấu ăn nấu nước gì đó từ cái quỷ này quỷ kia, cái đã gọi là quỷ thì làm gì mà không có chuyện kêu gọi. Rồi khúc dưới lại nói hồi nào giờ tôi đâu có kêu gọi gì đâu, tôi nấu cơm 4-5 năm nay rồi, tôi đâu có xin tiền xin bạc gì đâu. Không xin tiền bạc vậy sao mà lúc mà điện thoại tại sao mà nói tiền của mình ra giúp người ta, phải không? Không có quỷ, không có kêu gọi mà kêu tao cho tiền quỷ vô đó. Rồi lúc mà ông Quyền á qua bên á San Jose á thì lại kêu ông Quyền á điện ha đó điện thoại qua kêu mày chung, kêu mày chung giúp đó. Tại sao lấy tiền mình đâu, không lấy tiền mình ra giúp đi. Mà nó nói vậy nè, hai vợ chồng tôi ra thì chỉ mua được cái 50 phần ăn cho người ta. Bây giờ tôi phải quay phim lên cho người thấy, phải nó phải hỏi ai thương thương á, thì tôi bây giờ tôi có được 50 phần. Vậy thì 50 phần đó ở đâu? 50 phần đó có phải là 50 phần đi kêu gọi người ta bỏ tiền vô không? Đúng rồi. Nói tới nói lui nói xuôi nói ngược, đúng là cái ông anh Mười nó lý luận cuồn, lý luận dỗm. Hay là anh này nó phải học đi, đừng cái bà đặt đi lên rồi còn nói mình chứ. Mấy người không có trí thức, mấy người làm YouTube lâu đời mà không có view cho nên mấy người sân si. Ba cái view đó trời ơi, không có ăn nhầm gì tới đúng. Vấn đề kêu gọi từ thiện mà lừa đảo từ thiện hết trơn. Cái đó là chuyện cá nhân, view hay không view là chuyện của người ta, mà người ta cũng kêu gọi cũng ăn tiền bạc gì của ai đó, cũng không có kêu bằng là giàu nhờ cái view hay nghèo gì mà cái chị thấy không. Cái hai lần này á là nó, em thấy á là cái điểm lừa đảo của Si là chỗ này nè. Si kêu gọi tiền vô cái tiền quỹ để anh chị kêu nói á, ha cái quỹ này á sẽ giúp cho mấy anh em vô cư để đi khám chữa bệnh bác sĩ. Ủa ở đây ở Mỹ mà mấy anh em vô cư á là low income, lúc nào vô bệnh viện cũng được hết trơn á. Chính phủ tài trợ hết từ A tới Z luôn, tới Z luôn ha. Chứ đâu có cần mà tiền quỹ gì của bà đó. Bà nói đợi tới tiền quỹ để mà dẫn đi vô cư đi khám bác sĩ này kia là coi như là cái tiền đó là tiền ăn, tiền lừa đảo đó chị. Không bao giờ có số tiền đó để chi ra. Chính xác luôn, giống như em nói đó, cất vô quỹ ra quá bùng rồi kiếm làm của riêng, làm chủ làm trà sữa để đó. Thế nào ra cái quán trà sữa á. Rồi mà tính đường trường đường dài nha em, trà sữa để làm gì, trà sữa cái leo kêu mấy ông nội kia vô làm nhân viên, nhân viên là coi như là quay phim, tôi là chủ cả, đúng, cho công ăn chuyện làm cho mấy người vô cư. Những người này tôi đứng ra đại diện, họ cần cái phòng, cần cái xe, cần cái gì gì đó, rồi người ta thấy ô cô này cũng là có trà sữa rồi kêu mướn nhân viên thì thôi giờ mình ủng hộ cho cổ, mua vô mua cho đông và cho thêm tiền để cho mấy người này có tiền ở ở phòng riêng, hay có tiền mua xe đi tới làm trà sữa cho bà. Trời ơi ghê lắm đúng em rồi. Ơi, rồi cái vụ này nữa nè chị, coi như cái quán trà sữa đó ha của bà, bắt giờ bắt không đâu có tiền mua cái quán trà sữa đâu, bây giờ lên lừa đảo để mua quán trà sữa, biết không, để mà xong mua quán trà sữa, mà con này nó kinh doanh ghê hơn mấy cái tụi kia. Chính tại vì á mấy người kia nó giang hồ nữa đó, giang hồ. Em đi xuống suối mà hạ cái đám của bà đi kéo, trời kéo tới mà hành hung luôn, mà đúng rồi, trận đầu hành nay, hung luôn. Ba năm nay mới thấy trường hợp của vợ chồng em bị vậy đó, chứ trời ơi có ai chị biết hả, mấy người mà đi coi như mấy hôm bữa có hạ người đi chung với em á, người ta nói tôi qua đây từ đó giờ mấy chục năm tôi mới thấy cảnh tượng này luôn. Quá trời đó. Chính xác luôn, người ta có mắt người ta coi chứ đâu phải người ta. Mình đi làm từ thiện mình đi giúp người ta mà coi như là cái băng đảng từ thiện của nó sang xe của Helen này đó. Trời ơi nó kéo tới nó hành hung, nó làm nó chặn đường, nó chặn đầu, nó chửi bới, trời phải kêu cảnh sát tới luôn chưa. Lúc đó là trời ơi, chưa thấy cái vụ mà dính tới cảnh sát nó mới ghê đó chứ, trời ơi thiệt là nhục nhã luôn ha. Bởi vậy nhục nhã luôn. Là cái đám mà cái con Helen này á chịu không, cái đám mới đi giang hồ nó vậy á, từ thiện gì là người ta nhìn cho ta biết rồi. Mà cái con này nó rất là ghê. Nó kêu á từ thiện á vô cái quỹ của nó mà nó chi cho anh em vô cư thì nó không có chi cái quỹ đó để nó kinh doanh nữa, mới quán trà sữa nha. Mấy người trước á là chỉ á lừa đảo tiền, nó mua nhà, nó không có đẻ ra tiền được, nó chỉ ở thôi, đúng không? Nó an cư lạc nghiệp, nó im luôn, nó bỏ luôn, nó quốc kỳ chi phong, nó im luôn, nó không làm nữa. Rồi cái con này á là mở cái quán kinh doanh trà sữa, lấy tiền á của quỹ đó, từ thiện đó, ra mua cái quán trà sữa, tiền đẻ ra tiền. Đó, chính xác luôn. Cái con này còn ghê hơn, ghê đúng không? Hơn nhiều nữa. Ghê hơn nhiều. Không biết nó có nhà có cửa gì không, mình thấy tối ngày ta nói khoe khoang học luật. Đúng rồi, chị nói học luật mới nhớ. Ở 20 năm nước Mỹ. Nó nói học luật, nó biết luật. Vậy mà lúc mà cảnh sát á chị ở trong ông Quyền á, cái người ở trong đó gọi ra cho bả nói chuyện, ông biết nghe, không biết nói, không biết nói chuyện luật. Không biết luật gì luôn. Mà nghe cái khán giả comment bên chị đó, cái bà là Sandy Nguyễn vậy đó nha. Dạ. Người ta kêu bả cái nickname là Sandy say nghiện rượu đó.
Sandy nghiện rượu á, trời đất ơi. Cái miệng chập bá, người ta nói đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng mà tan quan cửa nhà. Cái bà nói miệng bá chập bá luôn, nó bành trướng muốn nghe vậy nè. Cái miệng tập quạt à. Mà em thấy đồng bọn ghê không, trời ơi, kêu gọi mất mắc cỡ luôn á. Xin mà xin đồng, 2 đồng, 3 đồng, từ 5 đồng, xin luôn tới 10 đồng luôn. Xin 50 đồng luôn. Xin nè, xin rồi cho giá nha. Thí dụ như xin người không có tiền thì 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng, hay 5 đồng tới 10 đồng cũng được. Trời ơi, đúng chị biết không, ra giá luôn. Chị biết không, cái đám này rất là khôn. Nó không có kêu nhiều. Đúng. Nó không có kêu từng nhân vật nhiều. Nó chơi 50 đồng, 50 đồng, tại vì 50 đồng không có thua kiện được. Đúng. Nhưng mà nó nhờ cái số nhiều. Đúng, đúng. Mà nhờ cái số lượng chất lượng đường đường dài nữa. Ừ. Kêu hoài để hoài đó không? Nó kêu nhiều, sợ người ta phan nó là kêu bằng là kiếm tiền lừa đảo từ thiện. Thành ra nó giả bộ 1, 2 đồng, 3, 4 đồng vậy đó cho người ta thấy ít. Dễ, dễ cho, dễ cho mà số nhiều. Nhưng mà người Mỹ, ở nước Mỹ này ai mà cho 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng. Trời ơi, cho nghèo lắm, 20 đồng. Ha, mỗi một cái nước mà chuyển khoản hay là Western Union hay cái gì bậy bạ, Venmo vậy đó. Mấy cái nước mà nó kêu ra 5 đồng, 10 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 5, 10 đồng, 2 đồng. Mấy cái đó là nó rất là dễ ăn. Chính xác, cái tụi này nè là nó đi lấy kinh nghiệm từ mấy cái ông mà sinh mạng mài homeless đứt tiền á. Đúng rồi chị. Những người Mỹ cũng vậy, em không bao giờ họ gặp em mà nói cho tôi 5 đồng. Ai cho? Mà do you have a quarter? Mày cho tao 25 cent được không? Hay là cho tôi xin đồng được không? Đó, chứ ai dám nói cho tôi 5 đồng đâu. Thì người ta móc tiền ra, người ta cho thường thường á 3, 4 đồng hoặc là 5 đồng, 10 đồng, 15 đồng, 20 đồng. Cái tuổi này là cái tuổi đi học kinh nghiệm từ những người homeless. Rồi mới mang homeless cái tuổi này là cái tuổi ăn xin ăn mài đó. Đó. Nó mới cách xin luôn, kinh nghiệm luôn á, giống như nó học đường phố, nó lấy kinh nghiệm đường phố rồi nó mang ra, nó kêu gọi để nó làm giàu thành đại gia đó. Đó, thấy ông bà cô bác đồng ý không, đi ra ngoài đường có ai dám mở miệng cho tôi 5 đồng hay cho tôi 10 đồng không? Đâu có. Do you have a quarter? Hay là can I have a quarter? Hay thôi là chị cho em giấy đồng, chị cho em xin đồng. Đó, như hồi xưa con gì nè, cái con gì cũng